Rồi, sẽ chữa bài. Bài tiếp theo là anh sẽ ăn đối thêm cho R3, R4 và R6, R7 vào đây. Bài đầu tư này, cho nó cái miền này tôi chạy UFF. Miền này chạy UFF đúng không? Cái đầu tư này, bài đầu tư này chạy UFF. Và tôi quảng bá các mạng connector này vào, đúng không? Tất cả đám người dùng ra ngoài đây tôi nát overload trên cổng này, đúng không? Cái nát overload trên cổng này, chuyển tập lại thôi. Rồi, bây giờ trên đầu tư này nhá, anh đặt lại IP. Interface S0 trên 3 sẽ không nấu sắt IP address 13.1.1.3.1. Rồi, ok chưa, 3.1. Thằng này 3.2 interface S0 trên 3 sẽ không. .3.2 đúng không? Rồi, ok. Interface phát 0.1. Nó sắt IP address 13.1.1.5.1. Rồi. Interface S0/3.1 nó sắt 13.1.7.1.4.1 đúng không? Rồi. Đi cổng này xong. Và trên cổng này tôi là 4.2 1.3.1.1.4.2. Rồi. Interface phát 0.0. sáu chấm một nhớ nha. Rồi, trên cổng này phát 0.1. Ok. Thằng này là 6.2 phát 0.0. Rồi. Và tôi chạy định tuyến ba router này với nhau đúng không? Chạy tuyến đúng không? Con này chạy định tuyến. Router UFF1 network. Bao nhiêu? Em 13.1.3.0 đúng không? Số distribution code tuyệt vào. Network 113.1.1.3.0. Rồi. Sau tôi quảng bá ba cái mạng, hai cái mạng này kêu nối trực tiếp vào distribution code tuyệt. Trên khóa subnet vào. Xong. Tương tự như vậy, con này chạy UFF. Network 13.1.1.5.0 4.0 4.0 đúng không? Rồi. Tiếp theo là con này 4.0.
4.0 đúng không? Rồi distribute connected subnet. Rồi 4.0. Trên con này nha. R6. .5.0 đúng không? Không được, còn 0.25 hay là không. Rồi, ok. Thằng này sẽ không công bình UFF, tôi sẽ đẩy default ra ngoài đúng không? Dòng này là 6 chấm mấy? 6.1. Để ra ngoài đánh lệnh gì? IP root bao nhiêu? Quay sao không? Quay sao? Quay sao? Bây giờ tôi kiểm tra nhá. Sau định tuyến xong kiểm tra con này nào. Rồi có u hay 2 hết tất cả các mạng đúng không? 1 2 3 4 5 6 có đủ rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tôi sẽ nát overload trên cổng này. Nát lại gì? Absolute 1 gì? Permit any cho phép tất cả được nát được gì? Đúng không? IP nát inside thuộc list 1 interface. Interface nào? Phát 0.0 á, cổng ngoài á. Rồi. Được chưa? Interface phát 0.0, IP NAT outside. Interface phát 0.1, IP NAT gì? Rồi, ok. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ từ đây tôi thử vào mạng có được không nha. Vào đấy nha. Tôi đây đặt IP. Bao nhiêu? 192. Đúng không? Rồi bình. Bình ngoài rồi đúng không? Nhưng mà có bình ở web không? Không vào được đúng không? Có ai đã DNS chưa? Là bao nhiêu? À. Lúc đấy nhá, nó phi vào đây. Phi vào đây. Nhưng con này phải làm sao? Con này phải trả được về đây chứ đúng không? Thì con này phải tạo default đẩy ra nữa. Mạng cột mà. Rồi, con này chưa có gì đúng không? Trước đó nó có mỗi định tuyến đi cái mạng 1 thôi, IP root để default ra. Ok không? Cho IP root. Quét sao chưa? Có chưa? Rồi. Rồi thằng này vào. Vào không? Ok chưa? Vào có thành công không? Đấy, tức là thằng này đã nát overload ra cái địa chỉ này rồi. Và thằng này giao tiếp với server này bản chất là hai cái giao diện này nối với nhau. Và tôi định tuyến ở giữa thôi. Em hiểu chưa? Đấy, nát overload. Mặt bên này làm tương tự. Các bạn về nhà làm nốt cái phần bên này. Bên này cũng nát overload như dùng bên này. Nhưng mà khi nát overload rồi từ bên này nó không bình sang bên này đâu. Nó giấu hết địa chỉ IP bên trong rồi. Tất cả ra ngoài bằng IP public, tất cả ra ngoài bằng IP public. Hiểu chưa? Nó kết nối server này NAT static. Đấy. Trên này nhá, show IP NAT transaction lên này. Rồi, ok chưa? Có chưa? Transaction rồi đúng không? Rồi, con này đánh xạ 1-1 chưa?
IP bọt 80 chưa? Bọt 53 chưa? 1.2 thì vào 80, 1.3 vào 53. Ok không nhỉ? Rồi.